Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc ra luật an ninh Hồng Kông xuống giá bất ổn. Một vòng xoáy mới bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội có thể đang chờ đón Hồng Kông sau khi Quốc hội Trung Quốc vào hôm 28 tháng 5 năm 2020 đã thông qua một nghị quyết về luật an ninh mới cho đặc khu hành chính, theo báo chí quốc tế đã miêu tả như vậy. Quốc hội Trung Quốc vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 đã biểu quyết thông qua quyết định Quốc hội về việc xây dựng kiện toàn chế độ, pháp luật và cơ chế thực thi về đặc khu hành chính Hồng Kông bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc. Đây là hình ảnh phiên họp của Quốc hội Trung Quốc vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh quyết định này là để đảm bảo một nước, hai chế độ sẽ đi vững, đi xa, bảo vệ sự phồn thịnh, ổn định lâu dài của Hồng Kông. Giá nhà cửa, địa ốc lập tức đã trượt dốc trở lại và luật an ninh mới sẽ chặn đà tái phục hồi kinh tế của Hồng Kông. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã ghi nhận vào hôm 29 tháng 5 năm 2020 như vậy. Kế hoạch cho dự luật an ninh quốc gia có thể làm hỏng các dấu hiệu háo hức làm ăn của thị trường sau khi càng khuyến khích thêm việc bán nhà đã diễn ra trong những tuần gần đây. Tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông bình luận: các vết rạn nứt trên thị trường nhà Hồng Kông có thể mở rộng trong vài tuần tới sau khi Trung Quốc tán thành đạo luật được đề xuất và đã làm rung chuyển thị trường bất động sản và chứng khoán của thành phố. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã bình luận như vậy. Vẫn theo quan sát của tờ báo này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị công bố các chính sách mới về Trung Quốc sau khi chính quyền của ông trong tuần này xác định Hồng Kông đã mất quyền tự trị từ Trung Quốc. Hiện tại là bất ổn. Drake Chen, người đứng đầu nghiên cứu tại hãng Protect, được tờ báo của Hồng Kông dẫn lời đưa ra nhận định như vậy. Thị trường rất biến động nếu sức mua và niềm tin một lần nữa bị giảm sút do tác động vào nền kinh tế sau đạo luật về an ninh mới và hành động của Mỹ, giá nhà có thể tiếp tục chịu áp lực. Trong một thảo luận về trực tuyến về thời sự thứ năm tuần này với đài BBC tại Anh, một số nhà quan sát từ Việt Nam đã nêu ra quan điểm của mình về hệ quả của đạo luật mới nếu được thông qua cuối cùng với Hồng Kông. Việc ra đạo luật này cũng gây những mâu thuẫn so với những cam kết trước đây của Trung Quốc với chính phủ Anh và có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng tại Hồng Kông và gây ra những xáo trộn nhất định cho những thương gia người Mỹ hay người Anh hay một số thương gia nước ngoài tại Hồng Kông. Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, nhà nghiên cứu Trung Quốc từ Đại học Quốc gia Hà Nội đã nói như vậy. Ngược lại cũng có những thông tin, nhưng dư luận ở Trung Quốc cũng có những hy vọng và những tình hình căng thẳng như thế sẽ sớm được giải quyết mặc dù có thông qua luật. Nhưng có vẻ như dư luận cũng không muốn là có những động thái quá lớn ngay mà họ vẫn áp dụng những chính sách và là cương và nhu kết hợp để hòa hoãn tình hình ở đây. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ấn nút biểu quyết thông qua việc áp dụng luật an ninh mới cho Hồng Kông vào hôm 28 tháng 5. Từ Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao bình luận như sau. Đây là một phản ứng có tính chất đối phó một cách mạnh mẽ với phong trào dân chủ của Hồng Kông đã thể hiện liên quan đến luật dẫn độ trong những năm vừa qua. Họ muốn dùng luật pháp của Trung Quốc để kiểm soát phong trào dân chủ, đòi quyền tự trị của nhân dân Hồng Kông. Thứ hai là bất chấp chuyện họ biết rằng họ vi phạm luật cơ bản của Hồng Kông và áp đặt các dự án luật này với Hồng Kông là một sự vi phạm và điều đó đã gây ra phản ứng rất mạnh mẽ từ phía quốc tế. Còn từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, tại Singapore, nhà nghiên cứu cao cấp, tiến sĩ Hào Hợp bình luận như sau. Việc Trung Quốc đưa ra nghị quyết về luật an ninh mới đối với Hồng Kông, thì phía Mỹ đã nói trước khi có sự biểu quyết rằng nếu biểu quyết nghị quyết này thì thực chất là để cho Hồng Kông không còn mang trạng thái tự trị nữa. Và điều đó có nghĩa rằng Trung Quốc đã từ bỏ chính sách một nước, hai chế độ. Vào hôm 28 tháng 5, khi mà thông qua nghị quyết này, thì Mỹ đã nhắc lại sẽ có những biện pháp để đáp ứng với nghị quyết này mà người ta nói là sẽ toàn diện. Mà ở đây chúng ta thấy khá rõ, đó là những biện pháp đối với chính phủ Trung Quốc, đối với Trung Quốc. Thứ hai là phải có những biện pháp thích hợp để coi Hồng Kông không phải là một nơi tự trị nữa, mà đặc biệt xem xét lại dự luật vào năm 1992 của Mỹ coi Hồng Kông là một trạng thái kinh tế đặc biệt. Mà nếu bây giờ bỏ trạng thái này đi, thì đồng nghĩa với việc Hồng Kông sẽ mất đi vị trí của một trung tâm tài chính lớn nhất ở khu vực châu Á. Và một câu hỏi tiếp tục được đặt ra, vậy vốn và nhân tài có bay biến đi hay không? Cũng hôm thứ Sáu, báo mạng Hồng Kông Business có bài viết với tựa đề
người giàu Trung Quốc trốn tránh Hồng Kông để tìm kiếm sự an toàn tài sản ở nơi khác. Trong đó có đoạn viết như sau. Một số người đang tìm cách chuyển cơ sở, thịnh vượng, kinh tài của họ ra nước ngoài đến Singapore và Thụy Sĩ. Đây là hình ảnh cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Hồng Kông vào ngày 27 tháng 5. Trong khi đó, những người giàu có của Trung Quốc dự kiến sẽ đổ ít tiền hơn vào Hồng Kông vì lo ngại rằng việc Bắc Kinh đề xuất luật an ninh quốc gia cho thành phố có thể cho phép chính quyền đại lục theo dõi và tịch thu tài sản của họ. Giới chủ ngân hàng và các nguồn tin trong ngành được Hồng Kông Business dẫn lời cho biết như vậy. Và hơn một nửa số người Hồng Kông có khối tài sản tư nhân ước tính hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ là từ các cá nhân từ Trung Quốc đại lục đã gửi tiền ở đó, vẫn theo các chủ ngân hàng. Thành phố đã được hưởng lợi từ sự gần gũi với Trung Quốc và một hệ thống pháp lý đặc biệt, cũng như đồng tiền được chốt bằng đô la. Nhưng hiện nay đang lo lắng về việc mất đi vị thế là một trung tâm tài chính toàn cầu do vốn và tài sản khả năng sẽ bay biến. Hồng Kông Business đã quan ngại, miêu tả. Và trò chơi nguy hiểm tiếp theo như thế nào? Trước đó, vào hôm 27 tháng 5 năm 2020, tạp chí mạng Policy có bài viết cảnh báo và cho rằng Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cảnh Bình đang chơi một trò chơi nguy hiểm gây tác hại chính tới nước này. Tạp chí này miêu tả như sau. Với luật an ninh mới, Trung Quốc có nguy cơ chịu hậu quả lớn về kinh tế và chính trị. Việc khinh suất này của ông Tập có thể gây lo lắng cho các quốc gia dân chủ ở khắp mọi nơi. Ngay trước đó, vào hôm Chủ nhật 24 tháng 5, tờ báo mạng The Diplomat cũng cảnh báo đạo luật an ninh mới cho Hồng Kông sẽ gây ra rủi ro cho chính Trung Quốc. Tờ báo miêu tả. Đối với những chính Trung Quốc, bước đi này cũng mang đến những rủi ro tài chính và kinh tế đáng kể. Hồng Kông là huyết mạch tài chính của Trung Quốc và hoạt động như một nguồn vốn nước ngoài quan trọng nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và Mỹ có thể hủy trạng thái đặc biệt của Hồng Kông khi Trung Quốc thông qua luật an ninh mới, khiến lợi ích các bên đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo vào ngày 27 tháng 5 đã ra tuyên bố từ thủ đô Washington nói rằng tôi đã xác nhận trước Quốc hội rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật của Mỹ đã áp dụng cho Hồng Kông trước tháng 7 năm 1997. Nghị quyết được Quốc hội Trung Quốc thông qua bất chấp những cảnh báo của Mỹ, trong đó nghiêm trọng nhất là việc Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm qua đã xác nhận với Quốc hội Mỹ rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ áp dụng với đặc khu này trước đây, đó là trước tháng 7 năm 1997. Bởi việc áp dụng luật an ninh mới sẽ khiến đặc khu không thể duy trì mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục. Giới quan sát cho rằng, việc luật an ninh Hồng Kông mở rộng không chỉ nhắm tới cá nhân mà còn điều chỉnh các tổ chức như các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp quốc tế có thể là lý do khiến Ngoại trưởng Mike Pompeo từ chối công nhận rằng Hồng Kông vẫn còn duy trì quyền tự chủ. Quyền tự chủ của Hồng Kông là điều kiện quan trọng để thành phố này được hưởng trạng thái thương mại đặc biệt với Mỹ, giúp khu vực không phải chịu các mức thuế mà Washington đã áp đặt lên Bắc Kinh. Cũng nhờ đặc quyền này, thành phố còn được mua các công nghệ nhạy cảm, đảm bảo trao đổi tự do giữa đồng đô la và đồng đô la Hồng Kông. Cư dân Hồng Kông cũng tránh được những hạn chế về thị thực áp dụng cho cư dân Trung Quốc đại lục. Theo đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông được thông qua vào năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ có trách nhiệm xác nhận về quyền tự chủ của Hồng Kông mỗi năm nhằm xem xét những ưu đãi đối với đặc khu. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người quyết định có tước vị thế đặc biệt của Hồng Kông hay không. Trạng thái của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được đánh giá là bước đi quyết liệt của Mỹ nhằm chống lại nỗ lực gây ảnh hưởng của Trung Quốc đại lục với Hồng Kông, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra những hậu quả khôn lường cho tất cả các bên. Theo bình luận viên Alex của Fox, bên mất mát nhiều nhất với quyết định này chính là Hồng Kông, khi thành phố có thể mất vị trí trung tâm tài chính toàn cầu. Và trạng thái đó thực sự quan trọng với nền kinh tế Hồng Kông. Rõ ràng nó còn liên quan mật thiết với khả năng bảo vệ bản sắc riêng biệt của đặc khu. Jacob Stoker, nhà phân tích về Trung Quốc tại Viện Hòa bình Mỹ nhận định hồi tuần trước như vậy. Và điều đáng chúa trêu là việc tước trạng thái đặc biệt của Hồng Kông lại gây tổn thất cho đặc khu thay vì cứu lấy nó, Daniel Russell, cựu quan chức ngoại giao trong chính quyền Barack Obama đã nhận xét như vậy. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 đã hứa thiết lập kế hoạch nhận dân tị nạn Hồng Kông nếu Bắc Kinh thông qua luật an ninh gây tranh cãi về đặc khu hành chính. Susan Schick, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ khác, cũng đồng thời nói rằng bên thua lớn sẽ là người dân Hồng Kông, không phải các chính trị gia ở Bắc Kinh hay Washington, những người gây ra tình huống khó khăn này.
Theo bình luận của Edward của tờ New York Times, việc Hồng Kông mất trạng thái đặc biệt cũng sẽ tác động sâu rộng lên thương mại toàn cầu, đồng thời thay đổi cách vận hành của các công ty nước ngoài cũng như chính Trung Quốc. Với hệ thống tư pháp độc lập và thượng tôn pháp luật khá mạnh mẽ, Hồng Kông là cửa ngõ cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn làm ăn với Trung Quốc mà không cần bận tâm về các rủi ro chính trị hay lập pháp. Do đó, Bắc Kinh dựa vào cửa ngõ này để giao dịch với các nước khác. Nhiều công ty đại lục huy động vốn bằng cách niêm yết trên sàn chứng khoán của Hồng Kông. Vì vậy, lợi ích kinh tế, thương mại của Trung Quốc tại Hồng Kông có thể biến mất nếu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi phương án trước trạng thái đặc biệt của thành phố. Hồ Phung Hùng, giáo sư kinh tế Đại học John Hopkins đã nhận định như vậy. Và bản thân các doanh nghiệp Mỹ cũng có nguy cơ bị tổn hại bởi quyết định này. Trong tuyên bố vào ngày 26 tháng 5, Phòng Thương mại Mỹ đại diện cho các công ty Mỹ tại Hồng Kông kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ưu tiên duy trì mối quan hệ tích cực và mang tính xây dựng giữa Mỹ và Hồng Kông. Cơ quan này cũng chỉ ra rằng những thay đổi sâu rộng với trạng thái đặc biệt của Hồng Kông trong các vấn đề kinh tế và thương mại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả doanh nghiệp Hồng Kông và Mỹ, đặc biệt là các công ty ảnh hưởng tích cực đến những giá trị cốt lõi của Hồng Kông. Đây là hình ảnh trong một tweet mới đăng tải hôm 30 tháng 5 năm 2020, nhà hoạt động Hoàng Chi Phong đã nói như sau: "Tôi đang kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới phản đối việc thực thi tà luật xấu xa đó và muốn ngăn chặn một thảm sát Thiên A Môn tại Hồng Kông sau 31 năm. Đó là lý do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ cân nhắc vài lựa chọn khác thay vì tước bỏ hoàn toàn trạng thái đặc biệt của Hồng Kông sau khi luật an ninh được Quốc hội Trung Quốc thông qua." Nguồn tin giấu tên của tờ báo New York Times tiết lộ họ đang xem xét áp dụng thuế với hàng hóa từ Hồng Kông, những loại thuế mà trước đây đặc khu được miễn. Julia Kuhl, giáo sư Đại học Hofstra cho rằng Mỹ có thể lựa chọn chấm dứt hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông bởi luật an ninh mới khiến hệ thống tư pháp tại thành phố trở nên kém tin cậy hơn, hoặc hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Hồng Kông, tương tự quy trình với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, bình luận viên Wong thì cho rằng bất kể quyết định cuối cùng như thế nào, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vẫn là thông điệp cực kỳ mạnh mẽ gửi tới Bắc Kinh, đặc biệt khi Washington từng cam kết trừng phạt họ vì những sai phạm khi xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Động thái này còn thể hiện sự ủng hộ và rõ ràng của Mỹ với phong trào phản đối chính quyền tại Hồng Kông. Vì vậy, Trung Quốc thông qua luật an ninh mới được ví như đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ vốn đang căng thẳng vì nhiều vấn đề với Mỹ. Nếu ai đó nhất định gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc sẽ quyết tâm thực hiện tất cả các biện pháp đối phó cần thiết. Luật an ninh với Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không cho phép nước ngoài can thiệp. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nói như vậy vào hôm 27 tháng 5 năm 2020. Và bình luận viên Vát cho rằng cách Bắc Kinh đáp trả sẽ phụ thuộc vào hành động của Washington sau tuyên bố của ông Pompeo. Trong khi đó, một số nghị sĩ cảnh báo chính quyền Trump không nên lợi dụng vấn đề Hồng Kông làm công cụ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Phản ứng của Mỹ trước những hành động của chính phủ Trung Quốc phải cương quyết, rõ ràng và nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời hỗ trợ các quyền tự do dân chủ tại Hồng Kông theo luật pháp quốc tế. Chính sách của Mỹ với Hồng Kông không nên trở thành con tốt trong bất kỳ trò chơi nào giữa Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Mỹ Donald Trump với Bắc Kinh. Vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ Elliot Engel đã tuyên bố như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc ra luật an ninh, Hồng Kông xuống giá bất ổn. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.